Xin chào các em, thầy tự giới thiệu, thầy tên Nguyễn Văn Sơn, giảng dạy giáo dục thể chất lớp 5, đơn vị trường tiểu học Bê Cô Tô, phòng giáo dục đào tạo huyện Chi Tôn. Hôm nay thầy hướng dẫn các em bài 20 ôn 4 động tác, học trò chơi chạy nhanh theo số năm học 2021-2022. Thứ nhất, mục tiêu ôm 4 động tác vươn thở tay chân và vận mình của bài thể dục phát triển chung học trò chơi chạy nhanh theo số. Yêu cầu thứ nhất, biết cách thực hiện động tác vươn thở tay chân và vận mình của bài thể dục phát triển chung. Thứ hai, bước đầu biết cách chơi và tham gia được trò chơi. Hai la mã đồ dùng dạy học. Thứ nhất, giáo viên phải có còi, cột mốc. Thứ hai, học sinh phải có giày, đồng phục thể dục. Ba la mã nội dung bài học gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, phần mở đầu. Phần thứ hai, phần cơ bản. Phần thứ ba, phần kết thúc. Đi vào phần thứ nhất, phần mở đầu. Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung tiết học. Giáo viên cho các em khởi động các khớp đầu và cổ, xoay cổ tay, cổ chân, khớp vai, cánh tay, xoay hông, khớp gối, gập duỗi. Thầy mời các em xem video. Các em chú ý quan sát. Thầy khởi động, các em khởi động theo. Khởi động đầu và cổ, hai chân nhân cầm vùng vai, hai tay chống hông. Khởi động đầu và cổ, bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cổ tay cổ chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đổi chân 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hai chân nhân cộng vai, xoay khớp vai từ sau ra trước 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đổi chiều 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xoay cánh tay từ sau ra trước 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đổi chiều 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xoay khớp hông từ trái sang phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đổi chiều 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xoay khớp gối hai chân chậm từ trái sang phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đổi chiều 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gập duỗi hai lần tám nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Thứ hai, phần cơ bản ôm 4 động tác vươn thở tay chân và vận mình của bài thể dục phát triển chung. Lần 1, lần 2, giáo viên làm mẫu chậm và hô nhịp cho các em tập theo. Lần 3, giáo viên hô nhịp cho các em tập.
Hay mời các em xem video ôn 4 động tác của bài thể dục phát nhìn chung. Các em chú ý quan sát động tác thứ nhất, động tác gương thở, tư thế chuẩn bị. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, động tác tay. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 3, động tác chân. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ tư, động tác phần mình. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đây thầy sẽ tập lại lần 2. Các em chú ý quan sát động tác thứ nhất, động tác buông thở, tư thế chuẩn bị. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, động tác tay. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 3, động tác chân. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ tư, động tác vận mình. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lần thứ 3, thầy sẽ hô nhịp cho các em ôn 4 động tác của bài thể dục phát nhìn chung. Lần 3, động tác thứ nhất, tư thế chuẩn bị. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Động tác thứ 3, động tác chân. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Động tác thứ 4, động tác vận mình. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Trò chơi chạy nhanh theo số. Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích, phân tích cách chơi, sau đó tổ chức cho học sinh chơi thử một hai lần. Sau mỗi lần chơi thử, giáo viên nhận xét và giải thích thêm sao cho tất cả học sinh đều nắm được cách chơi, rồi cho học sinh chơi chính thức. Đội nào có số lần thua nhiều hơn là thua cuộc, và tất cả những em thua phải nhảy lò cò một vòng xung quanh các bạn hoặc phạt hình thức khác. Mục đích của trò chơi: rèn luyện phản xạ, kỹ năng chạy và phát triển sức nhanh. Về phần chuẩn bị, kẻ hai vạch chuẩn bị và vạch đích cách nhau 2-3 mét, cách vạch đích 10-15 mét, để một cột mốc hoặc vẽ một vòng tròn có đường kính khoảng 0,4-0,5 mét làm chuẩn. Chia số học sinh trong lớp thành 2 hoặc 3 hàng dọc tùy theo số lượng học sinh trong lớp nhiều hay ít. Chia số lượng nam nữ đều nhau, đồng thời điểm số từ 1 đến hết. Học sinh phải nhớ số của mình, giáo viên chỉ định 2 học sinh làm trọng tài để xác định đội nào có số lần thắng nhiều. Tham gia trong vòng 5-7 phút, đội nào có số lần thắng nhiều là đội đó thắng cuộc. Về phần cách chơi, các em quan sát tranh. Khi giáo viên gọi số nào, ví dụ như số 2, thì số 2 của hai đội nhanh chóng tách khỏi, bước sang phải, chạy nhanh về phía trước, vòng qua cột mốc. Ai về trước không phạm quy, người đó thắng, đội đó được một điểm. Trò chơi tiếp tục như vậy, với các số khác nhau cho đến hết. Đội nào được nhiều điểm nhất đội đó thắng cuộc. Những trường hợp phạm quy: không chạy vòng qua cột mốc, không chú ý lắng nghe khi giáo viên đã gọi đến số của mình nên đã bỏ lượt chạy. Phần kết thúc: thả lỏng, hít thở, thả lỏng tay, thả lỏng chân. Thầy mời các em xem video. Sau thời gian học và các em tham gia trò chơi, cơ thể các em rất là mệt, cho nên các em cần phải thả lỏng tích cực và thả lỏng hít thở và thả lỏng tay chân. Thả lỏng hít thở bắt đầu. 1. Dùng mũi hít thật sâu vào. 2. Thở ra bằng miệng. 3. Hít vào. 4. Thở ra. 5. 6. 7. 8. 2 2 3 4 5 6 7 8 Thả lỏng tay chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 Thở chân. 2 2 3 4
5 6 7 8. Thầy cùng các em hãy tổng lại bài học. Tiết học hôm nay thầy cho các em ôn 4 động tác của bài thể dục phát triển chung: động tác hương thở, động tác tay, động tác chân và động tác vận mình. Học trò chơi mới, trò chơi chạy nhanh theo số. Các em ở nhà, các em xem video, các em cố gắng luyện tập. Bài đến đây là kết thúc. Thầy xin chúc sức khỏe đến các em. Xin chào các em.